Chào các bạn, trước mắt chúng ta là mẫu Dell Latitude E5520. Đây là một dòng máy có màn độ phân giải màn của nó là 15.6 inch, rẻ nhất trên thị trường laptop cũ. Có cấu hình tương đối ổn, đó là Core i5 thế hệ thứ 2 2520M, RAM 4GB ổ 250, màn 15.6. Giá dòng laptop này đang bán tại TCC là 4.900.000 đồng. Máy được thiết kế hầu như là đủ tất cả các cổng. Cổng 2.0, 3.0, HDMI 1394, DVD Write, đọc và viết. Cổng mạng LAN, cổng các. Đây là dòng Nhật nha các bạn nhé. Bản tin tiếng Nhật, gõ bản bình thường, máy đẹp. Hàng về được có chục chiếc thôi ạ.